Cách đây 10 năm trong làng truyền hình truyền thông của Việt Nam xuất hiện hiện tượng VTC. So với lịch sử 89 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, chặng đường 10 năm của đài truyền hình kỹ thuật số VTC chưa phải là dài. Song với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có những bước tiến khá dài trong công nghệ sản xuất truyền hình cũng như phạm vi phủ sóng và sức hấp dẫn của các chương trình truyền hình trong lòng khán giả. Cán bộ, công nhân viên chức, phóng viên, biên tập viên của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã tổ chức tri ân kỷ niệm 10 năm thành lập Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến chia vui cùng cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn đài. Cùng với sự phát triển của đất nước, 10 năm qua, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, từng bước khẳng định vị thế của một đài truyền hình mang tầm quốc gia với lượng thông tin nhanh nhạy chính xác cả trong nước và quốc tế. Đài đã trở thành một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, bao gồm báo hình, báo điện tử, báo in, truyền hình Internet. Thông qua những loại hình báo chí này, hình ảnh về một Việt Nam năng động và phát triển đã được vươn xa hơn tới đông đảo người dân trên khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. 10 năm với hàng loạt giải thưởng báo chí, truyền hình toàn quốc, 4 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và nhiều thành tựu quan trọng, nhiều chương trình đặc sắc của đài đã tạo dựng nên thương hiệu VTC và ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Sau 10 năm đồng hành cùng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, năm 2014, thực hiện Nghị định 132 của Chính phủ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã chính thức tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của hai đơn vị cùng thương hiệu VTC. Với sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, gần 800 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và cán bộ nhân viên của đài VTC đang nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Thông tin và Truyền thông giao phó. Tiếp tục xây dựng đài truyền hình kỹ thuật số VTC vững mạnh trong làng truyền hình, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của đông đảo quý khán giả.